Ban Trung Quốc tại Kazakhstan hôm 9 tháng 7 cảnh báo công dân mình sống tại nước này về một loại bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân và có tỷ lệ tử vong cao hơn bệnh COVID-19 nhiều. Bệnh viêm phổi nói trên đã khiến 1.772 người tử vong trong 6 tháng đầu năm. Riêng con số này trong tháng 6 là 628. Theo tuyên bố được Đại sứ quán Trung Quốc tại Kazakhstan đăng trên nền tảng WeChat, bệnh viêm phổi nói trên đã khiến 1.772 người tử vong trong 6 tháng đầu năm tại Kazakhstan. Riêng con số này trong tháng 6 là 628. Trong số những người tử vong có cả công dân Trung Quốc. Tỷ lệ tử vong của bệnh viêm phổi này cao hơn bệnh COVID-19 nhiều, tuyên bố nêu rõ. Các cơ quan, tổ chức tại Kazakhstan, trong đó có Bộ Y tế, đang nghiên cứu virus gây ra bệnh viêm phổi lạ. Hiện chưa rõ liệu bệnh viêm phổi này có liên quan đến đại dịch COVID-19 hay không. Đại sứ quán nói trên nhắc nhở công dân Trung Quốc tại Kazakhstan cần nâng cao cảnh giác và có những biện pháp để ngăn sự lây lan của virus. Theo truyền thông địa phương, gần 500 người đã bị bệnh viêm phổi tại hai tỉnh Atyrau, Aktobe và thành phố Simkent ở Kazakhstan kể từ giữa tháng 6. Theo báo South China Morning Post, Hồng Kông, các quan chức và truyền thông Kazakhstan hiện chỉ gọi bệnh nói trên là viêm phổi. Hiện chưa rõ lý do Đại sứ quán Trung Quốc gọi đây là viêm phổi lạ, cũng như liệu cơ sở ngoại giao này có nắm thêm thông tin gì khác về nó. Bộ trưởng Y tế Kazakhstan Alexei Sey hôm 8 tháng 7 cho biết số bệnh nhân viêm phổi nhiều gấp 2-3 lần số người mắc COVID-19, theo hãng tin Kazinform. Cũng theo ông Sey, bộ này có kế hoạch công bố số liệu về số ca viêm phổi được xác nhận sớm nhất là trong tuần tới vì đã đến lúc công chúng cần biết rõ chuyện gì đang diễn ra. Theo số liệu mới nhất của trang worldometers.info, Kazakhstan hiện có hơn 54.000 ca COVID-19 và 264 người tử vong vì bệnh này. Chính phủ Kazakhstan đã ban bố tình trạng khẩn cấp hôm 16 tháng 3 để đối phó với dịch COVID-19. Các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ hôm 11 tháng 5 nhưng sau đó được áp đặt lại tại một khu vực theo sau sự gia tăng trở lại của số ca bệnh. Tổng thống Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev hôm 8 tháng 7 cho biết tình hình vẫn còn nghiêm trọng nên giờ chưa phải lúc nới lỏng các biện pháp hạn chế. Theo báo South China Morning Post, Hồng Kông, tổng hợp, người lao động,